vậy? Tao chơi với anh nhà mày. Thôi tao về quê rồi. Cái gì chán gì trời, anh em ở đây tập trung đầy đủ hết rồi tự nhiên thiếu mày rắn. Thôi thông cảm đi ba, tao về quê cùng ba mẹ cũng được mấy ngày rồi. Chán mày quá đi. Thôi ba đi chơi đi. Bye. Bye mày. 5, 6, 7 bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tay 3, 2, 3. Không được, mình không thể nào sống như vậy được. Nghỉ hè chán thiệt. Chiến dịch tình nguyện sinh viên kinh tế năm 2022 chặng 1 đã chính thức quay trở lại. Hãy mau nhanh tay click vào link đăng ký trong bài post đính kèm để trở thành một phần của chiến dịch nhé. Ôi, đúng cái mình cần luôn nè. Phải đăng ký liền mới được.